Chắc bạn hôm nay mình sẽ tiếp tục hoàn thiện bản cơ ngựa chắc bạn. Rồi mình sẽ bắt tay vào chơi nào. Ok, vậy là video chơi cờ ngựa của mình tới đây cũng kết thúc cho mọi người. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.